Xin chào anh em đang xem YouTube của Hồng Rít Bông nha. Mình sẽ giới thiệu với anh em một mẫu xe được chào bán tại MT Motorcycle nha. Đó chính là Riton Classic 150 màu xám. Đó, đang được anh em rất là ưa chuộng ha, biển số Sài Gòn nha anh em. Đó. Xe này là đăng ký lần đầu là 2017 nha anh em. Biển số Sài Gòn. Odo thì để mình coi thử coi. Khoảng 25.000 km nha. Đó, màu xám, màu zin còn rất là ken. Đó, xe rất là mới nha. Bô là được chủ xe thay cái cổ bô inox rồi nè, có ốp bô nè, có ốp bô chống nóng nè. Đó, tại mua xe bên Hồng là có bảo hành mấy 3 tháng cho anh em chơi thoải mái ha. Anh em nào quan tâm dòng xe này ghé bên mình, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Đó, xe này anh em nào quan tâm thì mà inbox mình báo giá cụ thể ha. Rồi, sẽ được thay thế một cái dè dài để chắn bùn này nè, dè inox dài nè. Đó, có cái đèn chợ sáng nho nhỏ nữa. Rồi, địa chỉ bên mình là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox bên fanpage của mình cũng được ha, là MT Motorcycle. Anh em có thể gọi điện thoại trực tiếp cho số hotline của bên mình là 0868 966 377 nha anh em. Anh em có thể gọi điện thoại hoặc là inbox Zalo cho số điện thoại của Hồng cũng được ha, 089 8686 337 nha anh em. Đó, bên mình là bảo hành máy 3 tháng, thay nhớt và bảo trì lần đầu trong 3 tháng đầu á, là lần đầu là miễn phí nha anh em. Đó, hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên nếu anh em ở tỉnh. Xe này là biển số Sài Gòn nha anh em. Đó, hỗ trợ là vận chuyển tận nơi nè cho anh em ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nha, có tính phí nha anh em. Đó, rồi có hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng và hỗ trợ trả góp qua ngân hàng nha anh em. Hỗ trợ trả góp qua ngân hàng thì tối đa lên tới 40 triệu nếu anh em có không có nợ xấu nha. Đó, thì anh em có thể liên hệ bên mình. Rồi, xe này thì nó chỉ có như vậy thôi, mình cũng quay chi tiết cho anh em xem một chút. Đó. Rồi, da yên bọc lại chống nước nè, đèn hậu lưới sọc nhìn rất là chắc chắn. Rồi, cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ MT Motorcycle suốt thời gian vừa qua ha. Đó, MT cũng phát triển cũng nhờ anh em ủng hộ rất là nhiều. Rồi, anh em yêu quý kênh YouTube của Hồng thì nhấn đăng ký và theo dõi những cái clip sắp tới Hồng quay về những chiếc xe bán tại MT ha. Một lần nữa là cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, hy vọng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ MT của tôi trong thời gian tới ha. Rồi, mình xin kết thúc cái video ở đây ha. Rồi, mình sẽ xem những cái góp ý của anh em để phát triển hơn những cái video quay tiếp theo. Đó, rồi anh em nhớ theo dõi những cái video clip tiếp theo, mình quay những chiếc xe bán tại MT ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.